Thưa quý vị, báo cáo tình hình kinh tế xã hội mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, tính bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2022. Theo cơ quan thống kê, thì chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước có xu hướng giảm dần. CPI tháng 1 tăng cao nhất với 4,89%, tháng 2 tăng 4,31%, tháng 3 tăng 3,35%, tháng 4 tăng 2,81%, tháng 5 tăng 2,43% và đến tháng 6 mức tăng còn 2%. Đóng góp cao nhất cho mức tăng 3,29% CPI 6 tháng đầu năm là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng. Chỉ số giá nhóm này tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, chỉ số giá nhóm giáo dục bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,95% so với cùng kỳ năm trước do một số địa phương đã tăng học phí trở lại từ tháng 9 năm ngoái. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, giá điện sinh hoạt tăng 3,12% do nhu cầu sử dụng điện tăng và quyết định tăng 3% giá điện của EVN áp dụng từ ngày 4 tháng 5 năm 2023, tác động làm CPI tăng 0,1 điểm phần trăm. Với CPI tăng 3,29%, bình quân 6 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,74% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức CPI bình quân chung tăng 3,29%. Số liệu Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố cho thấy tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6 ghi nhận những tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tháng 6 năm 2023 có 13.904 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời ghi nhận 7.098 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, mức cao nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, tăng 215% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, cả nước có 12.333 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, có hơn 113.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường. Bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Đồng thời cũng ghi nhận khoảng 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trung bình mỗi tháng có 16,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Con số này đã giảm so với mức bình quân doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong một tháng của giai đoạn 5 tháng đầu năm 2023. Đây là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp phải nhiều khó khăn. Thưa quý vị, thông tư số 03 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ các nhà đầu tư cũng như là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thêm dòng tiền để xử lý một phần trái phiếu đáo hạn trong năm 2023. Điều này cũng đồng nghĩa doanh nghiệp có thêm lực duy trì sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cho phép các tổ chức tín dụng mua lại trái phiếu doanh nghiệp mà không cần chờ sau một năm. Thông tư 03 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân đã góp phần gỡ nút thắt thanh khoản trên thị trường, đồng thời giúp ổn định tâm lý tổ chức phát hành và nhà đầu tư trước áp lực đáo hạn trái phiếu. Thông tư 03 cũng góp phần đưa thị trường về trạng thái cân bằng và ổn định hơn khi tài sản được nắm giữ bởi nhà đầu tư. Thì khi mà thị trường đang ở niềm tin khá yếu, thì trái phiếu khi phát hành ra thì bản thân cái người dân Việt Nam chúng ta thì vẫn chưa có nhiều niềm tin để mà vào thị trường ngay. Cái kênh này khi khơi thông thì chắc chắn nó sẽ là một cái kênh mà huy động tốt để chúng tôi có thể là phục hồi để bổ sung cái nguồn tiền để hoạt động. Thông tư 03 là giải pháp tình thế tháo gỡ khó khăn trước mắt cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thực thi chính sách này cũng là cách tạo lập lại niềm tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Có một số những cái nó đi thẳng vào các cái vấn đề điểm nghẽn mà nó đang tạo ra cái rào cản, thì tất cả các cái chỉ thị văn bản của Thủ tướng từ việc là xác định từng phân khúc, xác định dòng tiền, xác định có các gói tín dụng, xác định cho các vấn đề vướng mắc của trái phiếu vân vân, thì chúng tôi cho rằng tất cả các cái văn bản của Thủ tướng hiện nay đều đang có những cái giá trị nhất định. Thông tư 03 chỉ có hiệu lực áp dụng đến hết năm 2023. Theo các chuyên gia, để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi bền vững, đòi hỏi sự nỗ lực dài lâu từ tất cả các bên liên quan. Chỉ có động thái của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại trái phiếu của các cái doanh nghiệp này đang gặp khó khăn đến cái giai đoạn cần phải giải ngân là một cái giải pháp rất là tốt, nhưng mà bên cạnh đấy cũng kèm theo nhiều những cái giải pháp nữa để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thông tư 03 đang tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và Bộ Tài chính luôn giám sát thực hiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thông tư đến cuối năm 2023.